Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì em có test hai cái sản phẩm này cho hai ba khách. Thì có gửi đến cho một anh, đó là anh Hai Út. Anh ở An Giang, anh lấy con lọc thì D-Big 231F. Thì con này thì giá đang là 1.400.000 đồng. Và tặng cho anh dây sắc để về kết nối. Và một con lưng tiếng TD-3000 gửi cho một bác khách ở Hà Nội. Thì nhân tiện đây thì em test cả hai sản phẩm này lên một lúc để kết nối. Chất âm rất là hay đúng không ạ? Đây là to nhỏ này, đầu tiên sẽ hướng dẫn anh em nhé. Đây là to nhỏ ga input đầu vào của con lọc xì. Thì về anh để cho em tầm 1 giờ nhé, là ok rồi. Bypass là sử dụng hay không sử dụng này, nhấn vào là không sử dụng qua lọc xì này. Nhả ra này, khác biệt chưa? Đó. Tiếp đến thì ở đây nó có những nút lao cắt. Đó. Đây là nhả ra là cắt cái giải trầm đi. Đúng không ạ? Nếu mà nhà ta, loa nhà ta mà nó nhiều giải trầm quá, em phải nhấn vào nhá để nó cắt giải trầm đi. Còn không thì bình thường chúng ta sẽ nhả ra. Đó, ok chưa? Và răng cơ là tăng cái giải trầm. Đó. Khi mà chúng ta muốn âm trầm nó tốt thì em sẽ nhấn vào nhá. Tiếp đến ở đây thì nó có mỗi một kênh, ở đây nó có hai kênh, chia ra làm hai kênh, tức là hai loa em nhé, loa trái và loa phải. Thì anh em có thể thấy mỗi một kênh của nó lên tới là 31 cần equalizer, 31 cần anh em nhé, nó rất là nhiều cần. Tổng cộng hai kênh này cộng vào nó rơi vào tầm 62 cần equalizer. Đó. Và con này thì chỉnh rất là dễ thôi, anh em chỉ cần lưu ý là trong khoảng tầm 20Hz đến 200, trong khoảng này nó sẽ là cái giải bass em nhé. Đó, giải bass thì bây giờ em sẽ giảm bass đi này. Anh em nghe chưa? Giảm đi nghe rõ rệt luôn đúng không ạ? Đó, tăng bass lên này. Tăng bass lên nó nghe lực ngay đúng không ạ? Ok chưa? Còn từ 200Hz cho đến 2kg thì nó sẽ là cái giải trung. Đó, cái cần fader này của nó rất là nhạy anh em nhé. Ok chưa? Tăng là khác biệt rõ ràng luôn. Đó. Và từ 2kg cho đến về cuối đây, tức là 20kg, thì nó sẽ là cái giải check. Giờ em sẽ tăng check lên này. Đó, ok chưa? Nghe rất là sáng tiếng đúng không? Giảm check đi này. Giảm check đi này. Nghe tiếng nó tối đúng không? Đó, nghe tiếng nó không được lực đúng không? Tiếng nó không được bay. Đó, tiếng check nó không lẩy đúng không? Tăng lên này. Tăng lên một cái là nghe tí tách, nghe rất là hay đúng không? Cái con này độ nhạy rất là cao anh em nhé. Với con lưng tiếng này thì bên em đang bán với giá là 1.400.000 đồng. Xin lỗi anh em, con lọc xì này anh em nhé, 1.400.000 đồng. Còn chuyển về lưng tiếng đây. Đó, con lưng tiếng này thì quá là hay rồi, em đã bán rất nhiều. Với cái dòng lưng tiếng Bluetooth 5.0 và cái dòng lưng tiếng mới nhất 2022, đó là dòng LXTD-3000. Đó, con này thì anh em có thể chỉnh bass check được, chỉnh chung được, biên độ tần số, chỉnh từng loa một em nhé. Đây, ở đây anh em có thể thấy đây, chỉnh loa trái, loa phải, to nhỏ được này, ok chưa? Đó, rất là hay. Đó. Đó. Tắt loa trái đi này, tắt loa phải đi này, ok chưa? Mở loa phải lên này, mở loa trái lên này, ok chưa? Đó, rất là hay. Nhả ra này, không sử dụng qua lưng tiếng này. Đó, nhấn vào sẽ sử dụng qua lưng tiếng này. Display là đang để chuyển, ở đây nó có những logo của lưới acoustic này. Đó. Và đèn tín hiệu của AUX này, đèn của equalizer này, ok chưa? Đó, đây đèn equalizer đây, anh em để thấy đây đúng không ạ? Ở đây nó có hai cột đèn nháy anh em nhé, đèn tín hiệu kênh 1 và kênh 2. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Ở bên này anh em chỉnh như thế nào thì sang bên này, sang kênh 2 em chỉnh như thế. Thường ấy thì em hay để tầm giải bass để tầm 12 giờ. Đó, chung để tầm đó, cái này thì giải đó, cái giải phần tune anh em nhé. Đó, để cho em tầm 11 giờ. Và nó sóc về để 12 giờ là ok. Ok chưa? Nó check thì nó tùy từng loa. Anh em muốn tiếng sáng em để tăng lên. Ok chưa? Tăng
tăng lên là tiếng sáng rõ rệt luôn. Đó. Còn đây là hai cái phần về chỉnh súp em nhá. Một là XOR. Đó, khi mà chúng ta muốn kết nối với súp, hơi súp điện mà chúng ta cắm vào lưng tiếng này đấy, thì XOR này nó có làm nhiệm vụ là cắt cái giải tần đi. Đó, cắt cái giải tần, cắt làm sao cho tiếng súp chúng ta nó gọn và nó không bị lọt. Không bị lọt tiếng ca sĩ xuống súp, ok chưa ạ? Và cái phần pap vôn này thì nó là chỉnh to nhỏ của súp. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì con lưng tiếng TD3000 bên em đang bán với giá là 1.850.000 đồng. Đó, vì hôm nay có test hai cái sản phẩm này và gửi đi cho hai anh. Đó, và tất cả các sản phẩm này đều là hàng chuẩn em nhé, chính hãng bảo hành 12 tháng cho anh em. Lỗi tháng đầu tiên nhà sản xuất anh em sẽ đổi mới, ok chưa ạ? Sẽ tặng anh em cặp jack ca lông để chúng ta về kết nối. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và cảm ơn hai anh cũng đã tin tưởng và mua hàng của bên em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ạ.